Đó, cái đây là phải nói rằng hiện nay Xì Bọt Hay Tin là cặp mid jungle uy tín nhất Việt Nam các bác ạ. Bỏ qua những lỗi lầm của tự trẻ, thời trẻ của bọn Hay Kid dự bị Hay Tin ở Gam thì hiện tại nay là cặp đạt đỉnh cao phong độ. Dù Xì Bọt đã rời xa chuyên nghiệp khoảng thời gian dài, với đẳng cấp của mình bọn không mấy chốc đã đá chén cơm của DNK. Người đang có phong độ ổn từ ngày 2T thì có 2T thì fan XE có chả nhớ địa một là thằng nào. Trước đây XE chưa bao giờ thắng được Gam dù chỉ một chén, trong khi Xì Bọt 2T XE liền thắng Gam tận 2-0. Thằng em mình là fan sủng sập em phát cơ 5 năm, giờ chuyển sang sang với fan của Xì Bọt và 2T, thấy cuộc đời rạng ngỡ hơn hẳn. Thấy cuộc đời rạng ngỡ hơn hẳn. Hôm trước mặc áo hết nghe đi chợ, thấy mấy bà trong chợ bàn tán nhiều về cặp mid jungle này. Lúc đó thấy nó đến gần thì dở òa, vì biết nó là fan XE nên cứ bảo lấy hết đồ đi không cần trả tiền. Trên lớp cờ rớt con lớp trưởng mà không dám tỏ tình. Khi biết nó là fan của bọn là 2T thì con kia chủ động đòi dẫn nó về ra mắt ba mẹ luôn. Lúc đầu còn chả đồng ý đâu, nhưng nghe nói là fan của 2T với lại Siêu Bọt nên cưới vài hôm là sang, dục luôn cưới năm cưới các bác ạ. Đánh con này cho anh em biết ai mới là cái thằng chỉ thằng bọt đi gần, ok chưa? Cho tôi biến hình đi, cho tôi biến lại hình kia đi. Solo kill đường trên rồi, xong hai mạng, hai mạng. Trời ơi, hai mạng chuối phi, hai mạng chuối phi, hai mạng này là hai mạng chuối phi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Để lấy vía cô ăn ba Ai em da? Đổi tiền SBT mất luôn con đồng rồi. Thấy sao? Sao không giết được thằng nào hết vậy ta? Sao không giết được thằng nào hết vậy? Yêu cầu AB đưa máy cho Xì Bọt chơi để cứu 10k coin của e. Anh ba chơi được, anh ba lo được. Đánh theo nãy giờ, đánh theo nãy giờ mấy pha, đánh theo nhất là cái pha gọi là hang sứ giả. Mất Mega kêu cho Mega, cho trụ nhà chính, cho cái nhà chính, cho luôn trận đấu. Thứ duy nhất cho team bạn không lấy là bộ não ngu đần của Baga. Ừ, bỏ trụ ha, rồi chút bỏ luôn cái game ha. Ha, ha.
có tuổi á, nhưng mà là cái tuổi con trai à. Thầy ơi, cho em hỏi, em mới quen con ghệ được một tuần mà nó đòi nắc em hoài thầy ạ. À, nó 16 tuổi. Chết tôi! Cô bà ở đây, cô bà ở đây, cô bà ở đây! Cô bà ở đây, hay! Để đi, để đi. Rồi. Này! Giữ tiền cho mấy anh em, giữ tiền cho mấy anh em win mới được. Tôi phải giữ tiền cho mấy anh em win mới được. Thì cái tức ghê á, cái lúc được chuẩn bị kết liễu con Blitz răng rồi thì nó hấp tôi ra mọi người ạ. À. Hay quá. Hay. Thu hộ cái hả? Thu hộ cái hả? Giữ tiền cho mấy anh em. Giữ tiền cho anh em. Mày thua cài. Mày nắp ta. Quên.